Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức và các sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Chiều ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phi đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về việc cho ông Nguyễn Việt Tuân, trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2023. Điều động ông Nguyễn Công Thành, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Vinh Quang đến nhận công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2023. Tiếp nhận ông Lục Mạnh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Vị Xuyên, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đến nhận công tác tại Trường Trung học Cơ sở Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phi, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Vinh Quang kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phi Vàng Đình Chiến mong muốn khi nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí được điều động bổ nhiệm đợt này cần tiếp tục phát huy năng lực bản thân và những kinh nghiệm đã đúc rút được từ thực tế, cùng tập thể đơn vị tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Sáng ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện đã công bố các quyết định điều động đồng chí Phạm Văn Bắc, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đến công tác tại huyện ủy. Tiếp nhận đồng chí Phạm Văn Tuyên đến công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Tiếp nhận đồng chí Nguyễn Văn Cường đến công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Điều động đồng chí Lê Hạnh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Vinh đến công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường. Bổ nhiệm đồng chí Nông Văn Đức, công chức Phòng Dân tộc, giữ chức Phó trưởng Phòng Dân tộc. Bổ nhiệm đồng chí Đặng Thị Vân, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin, giữ chức Phó phòng Văn hóa và Thông tin. Đồng chí Mai Thị Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca. Điều động đồng chí Nguyễn Thị Định, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thành, giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thành. Sáng ngày 15 tháng 5, Phòng Nội vụ huyện Xín Mần đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý đối với ông Đào Xuân Hòa, Phó Chánh Thanh tra huyện Xín Mần, giữ chức vụ Chánh Thanh tra huyện kể từ ngày 15 tháng 5. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phạm Duy Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần đã ghi nhận những đóng góp công hiến của đồng chí Đào Xuân Hòa trong quá trình công tác tại đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đồng chí cũng mong muốn đồng chí Đào Xuân Hòa cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy khả năng, tích cực chủ động tham mưu, phối hợp với các đơn vị, các ngành trong việc tiếp nhận, giải quyết các vụ việc tại cơ sở, cũng như phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quang Bình đã có buổi làm việc với Ban Quản lý thôn Sơn Đông, xã Hương Sơn. Qua nghe các ngành đoàn thể thôn báo cáo tình hình thực hiện trong 4 tháng đầu năm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quang Bình nhấn mạnh, thôn cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đẩy mạnh thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, quan tâm bồi dưỡng các thanh niên ưu tú để kết nạp vào Đảng, tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng bộ xã, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong thôn, đẩy mạnh việc xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu trong thôn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quang Bình đã trao tặng huy hiệu 60 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên tại xã Hương Sơn. Hai đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng lần này gồm các đồng chí Hoàng Thị Cận, chi bộ thôn Nghè, đồng chí Hoàng Hoa Thuận, chi bộ thôn Buông. Ba đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng gồm đồng chí Phan Thanh Đoàn, Nông Thị Thùng, chi bộ thôn Buông, đồng chí Hứa Văn Quốc, chi bộ thôn Sơn Thành. Chúc mừng các đảng viên, đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, việc xét tặng huy hiệu 60 năm, 30 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận những đóng góp công hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tính tiên phong của người đảng viên, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng để cán bộ đảng viên trẻ học tập và làm theo. Ngày 15 tháng 5, Hội đồng đội huyện Bắc Mê tổ chức gặp mặt giáo viên làm tổng phụ trách đội nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Chương trình là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cho giáo viên làm tổng phụ trách đội, qua đó bồi đắp niềm tự hào, tăng cường tình đoàn kết, khẳng định vai trò, sứ mệnh của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong giáo dục, rèn luyện thiếu niên nhi đồng. Đồng thời, đây cũng là dịp để các thế hệ giáo viên làm tổng phụ trách đội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tri ân các thế hệ đi trước, từ đó tạo động lực để tổ chức đội ngày càng phát triển vững mạnh. Cũng nhân dịp này, Hội đồng đội huyện Bắc Mê đã trao tặng các phần quà ý nghĩa để tri ân các anh chị là giáo viên tổng phụ trách đội của các trường học, trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập tốt tại trường trung học cơ sở và trường tiểu học Yên Cường. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đồng Văn là một trong những trường có số học sinh đông nhất huyện Đồng Văn. Trường hiện có 413 học sinh, trong đó 99% là học sinh nội trú. Để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho 3 bữa ăn của các em học sinh, nhà trường đã quan tâm lựa chọn những cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín để ký hợp đồng. Với định mức tiền ăn 1.143.000 đồng một học sinh một tháng, mỗi em được ăn 3 bữa tại trường, bữa ăn luôn đảm bảo cân đối và hợp lý. Bếp ăn của nhà trường được thực hiện theo quy trình một chiều, luôn đảm bảo sạch sẽ gọn gàng. Dụng cụ chế biến, đồ dùng đựng thức ăn đều được làm bằng inox, được sắp xếp ở nơi cao giáo, khô thoáng. Nhân viên cấp dưỡng của nhà trường cũng được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm thường niên. Song song với việc dạy học thì việc đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các em học sinh nội trú phát triển một cách toàn diện. Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đã gắn việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm cụ thể, nhất là triển khai các nội dung mang tính đột phá thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thị trấn đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đầy đủ chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tới các chi bộ và tầng lớp nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên đã tự xây dựng chương trình hành động, mục tiêu, kế hoạch cá nhân về rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm. Triển khai đến toàn thể đảng viên nhân dân, đảng viên trên địa bàn, cụ thể hóa, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác. Đặc biệt ở đây thì không những dừng lại ở học tập mà phải nhấn mạnh bằng những cái việc làm cụ thể nhỏ nhất để làm sao nêu gương cho nhân dân và quần chúng noi theo. Thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác, năm 2022, toàn thị trấn Việt Lâm hiến trên 9.200 m2 đất, xã hội hóa được trên 500 triệu đồng, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, xây dựng được một tuyến đường kiểu mẫu dài 1,2 km. Đây là tuyến đường đạt giải nhì cuộc thi tuyến đường kiểu mẫu cấp huyện năm 2022. Năm 2023, thị trấn Việt Lâm tiếp tục phát huy nội lực trong dân, làm mới 22 tuyến đường vào các tổ thôn theo chủ trương, nhà nước và nhân dân cùng làm. Bên cạnh đó, thị trấn Việt Lâm đã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài để xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu. Năm 2022, thị trấn Việt Lâm đạt giải nhất cuộc thi nhà văn hóa kiểu mẫu do Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên phát động. Năm 2023, thị trấn tiếp tục xã hội hóa xây dựng một nhà văn hóa, trong đó nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng, nhân dân đóng góp 250 triệu đồng. Tổ dân phố về làm các công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân để tu sửa lại cái nhà văn hóa kiểu mẫu. Thì hiện nay là bà con nhân dân trong tổ dân phố đã nhất trí 100%. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng với tinh thần tự giác cao trong toàn đảng bộ thị trấn Việt Lâm, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng tôi đã tích cực triển khai tới đoàn viên thanh niên về những chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về Bác. Từ đó, chúng tôi đã áp dụng vào như là những cái mô hình phát triển kinh tế, thanh niên lập thân lập nghiệp. Từ những kết quả đã đạt được, nhiều năm liền đạt đảng bộ thị trấn trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém, được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng trong các phong trào thi đua. Đây là tiền đề để thời gian tới, thị trấn Việt Lâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Bắc Quang vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp cơ sở giai đoạn 2021-2025.
Trong thời gian tập huấn, các học viên được các giảng viên kiêm chức của các cơ quan chuyên môn là Ban chỉ đạo cấp huyện truyền đạt 5 chuyên đề về phát huy vai trò mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới, quy hoạch và đầu tư, xây dựng, sử dụng hạ tầng, phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực của địa phương, phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị nông sản và Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp. Thông qua đợt tập huấn lần này nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn huyện. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong những năm gần đây, người dân ở các thôn vùng cao của thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa, mạnh dạn đầu tư và đưa nhiều giống cây mới vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như gia đình chị Lù Thị Mùng ở thôn Phiêng Trà, thị trấn Yên Minh có hơn 1 hectare đất vườn đồi. Trước đây gia đình chị trồng ngô, trồng lúa nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu trên mạng xã hội về cách trồng dưa hấu, nên từ năm 2020, chị Mùng đã mạnh dạn đưa cây dưa hấu vào trồng. Nhờ chăm sóc tốt nên dưa hấu nhà chị năm nào cũng đạt năng suất cao, cho quả to, ngọt với giá bán trung bình là 15.000 đồng 1 kg. Bên cạnh đó, gia đình chị còn đầu tư trồng gần 100 gốc mận tam hoa. Hiện nay, diện tích mận tam hoa nhà chị đã cho thu hoạch với giá bán ra thị trường từ 25 đến 30.000 đồng 1 kg. Ngoài trồng mận, dưa hấu, gia đình chị Mùng còn trồng thêm bí, dưa chuột, cà chua để bán. Tổng thu nhập của gia đình chị từ mận, dưa hấu, dưa chuột, bí, cà chua cũng được trên 50 triệu đồng. Tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, thực hiện các phong trào nông dân do hội nông dân các cấp phát động đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trong thời gian qua. Mô hình sạch làng tốt cây tại chi hội thôn Nà Khoang là một tiêu biểu trong lan tỏa các phong trào nông dân tại cơ sở. Công tác vệ sinh đường làng ngõ xóm được các hội viên nông dân tại đây thực hiện thường xuyên theo tuần đã làm thay đổi cảnh quan môi trường của vùng nông thôn ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Triển khai cho bà con các thứ thì bà con cũng hiểu biết đấy, đường làng ngõ xóm các thứ thì phải vệ sinh, xung quanh nhà cửa các thứ, chuồng trại thì xa nhà đấy, với các nhiều cái mỗi mô hình thì bà con bây giờ bà con cũng tiến triển lên rất nhiều. Trong phong trào phát triển kinh tế tại thị trấn Tam Sơn đã có 608 hộ kinh doanh dịch vụ, 40 cơ sở sản xuất chế biến do hội viên nông dân làm chủ, 40 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhiều mô hình tiêu biểu khác như nuôi cá nước ngọt, làm hương truyền thống, tham gia chương trình cải tạo vườn tạp, mô hình vườn rau dinh dưỡng đã mang lại thu nhập cao cho các hộ. Vườn rau của nhà cô thì trồng theo mùa, ví dụ mùa này là trồng rau đay mùng tơi thì mình trồng rau đay mùng tơi theo vụ thôi. Còn hết vụ thì lại trồng sang cái khác, cứ trồng liên tục ấy, vườn thì không để trống bao giờ. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, hội viên nông dân tại các chi hội tại thị trấn Tam Sơn tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã hiến trên 5.000 m2 đất để làm đường bê tông, xã hội hóa xây cầu dân cư, xây dựng công trình lát đá vỉa hè khu vực nội thị với diện tích 5.600 m2. Tính đến thời điểm hiện nay thì tất cả các mô hình trên địa bàn thị trấn thì đều được các chi hội và các hội viên trên địa bàn hưởng ứng nhiệt tình và ủng hộ. Đặc biệt là mô hình vườn rau dinh dưỡng với lại mô hình nuôi trâu bò vỗ béo, mô hình nuôi cá nước ngọt và mô hình nuôi trâu bò sinh sản. Đặc biệt là mô hình làm hương truyền thống tại chi hội thôn Thượng Sơn được hội viên với lại bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, thu nhập bình quân của hội viên nông dân trên địa bàn thị trấn Tam Sơn đạt 43 triệu đồng một người một năm. Hội đang quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ gần 12 tỷ 200 triệu đồng. Thời gian tới, hội nông dân thị trấn Tam Sơn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để công tác hội và các phong trào nông dân trên địa bàn được thực hiện có hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả tại các chi hội, qua đó từng bước nâng cao đời sống của hội viên nông dân, góp phần vào công cuộc xây dựng thị trấn Tam Sơn ngày càng phát triển. Ngày 13 và 14 tháng 5, huyện Xín Mần đã tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia giải đấu có 18 đoàn vận động viên đến từ các xã, thị trấn, các câu lạc bộ thể thao trong huyện. Giải thể thao bao gồm các môn thi đấu, quần vợt, cầu lông và bóng chuyền hơi. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực và cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho cổ động viên những pha bóng đẹp, những trận thi đấu đỉnh cao. Ban tổ chức giải đã khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động thể dục thể thao, luyện tập thể thao phải trở thành hoạt động chung của quần chúng, nhằm mục đích làm tăng cường sức khỏe của nhân dân.
Do đó, mỗi cán bộ, mỗi vận động viên cần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và duy trì các hoạt động thể thao hưởng ứng phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, giải thi đấu thể thao là cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.